Tử Vi Việt Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin luận giải lá số mã số 1063 của một nam sinh năm 1986 có email cho Tử Vi Việt Nam với thông tin như sau: họ tên, ngày tháng năm sinh và hình ảnh kèm theo. Năm 2004 đến năm 2009 thì học bên ngành kỹ thuật, hiện tại làm giám sát lắp đặt máy cho công ty nước ngoài, có nghĩa là làm việc cơ khí và việc kỹ thuật. Đấy là một thông tin tốt để biết được cái mệnh sinh vào năm giờ nào, vì đương số có lăn tăn là không biết là sinh giờ Sửu hay là giờ Mùi, thì lát nữa sẽ giải thích cho đương số xem là mình sinh vào giờ nào nhá. Tiếp nữa là đương số là công việc thực hiện tốt lên từ tháng 7 năm 2013. Đúng rồi. Và rồi tật ách của bản thân thì bị đổ mồ hôi tay bẩm sinh, phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi để khỏi bị mồ hôi tay đầu năm 2013. Đấy, là năm 2013 là một năm mà đương số rất có nhiều cái sự chuyển biến lớn. Năm 2013 là cách đây năm 16 đúng không? 3 năm. Năm nay 31 tuổi thì năm 2013 sẽ là năm 29 tuổi. 29 tuổi. 28 tuổi âm. 28 tuổi âm thì đương số nếu mà tính theo giờ giờ dần thì đương số sẽ rơi vào năm 28, 24, 25, 26, 27, 28 rơi cùng này, cùng phu thê này. Có sao bác sĩ này. Sao bác sĩ là chính cái sao để chữa bệnh này nhá, 2013 đây. Đấy. Rồi cái sao mà công việc bắt đầu thuận lợi thì năm đấy có lộc tồn. Đấy, có tròn lộc tồn, tròn thiên quan nên nó bắt đầu thuận lợi hơn nhá. Rồi tiếp tục nữa, lúc bé bị chấn thương trên đầu thì bạn biết rồi, đầu là sao thiên tướng gặp trẹt này. Đấy, thì bạn bị chấn thương năm khoảng 4 tuổi gì đấy, thì thiên tướng gặp trẹt là cái đầu bao giờ bị tai nạn đập đầu, nó bị ảnh hưởng đến sẹo trên đầu. Và nhớ rằng là mình vẫn còn cái nạ hạ hạt đấy, tiếp là vẫn còn đấy nhá, chứ chưa phải hết đâu nhá. Đấy, những cái năm mà có cái sao vũ phá chiếu, ví dụ như năm 34, 35, năm 35 và năm 37 lại hai lần nữa lại ảnh hưởng đến đầu, nhớ cẩn thận. Có sẹo trên mắt phải, tướng tá hiện tại mập mạp, thầy nhìn ảnh biết rồi, cao 1m7 nặng 88 cân. Và bố mẹ thì sống rất bình thường, làm nông nghiệp xa quê ở Hà Tây, bây giờ Hà Tây cũ, bây giờ phải chuyển vào trong Tây Ninh. Mà đương số thì làm việc ở Sài Gòn. Vợ thì sinh năm 85. Từ phi cưới vợ công tác thường xuyên. Nhớ này. Và gần ít nói chuyện hơn, xưa công việc vợ tốt thì không được tốt lắm sau khi lấy chồng. Thì bạn nhớ này, ở đây á, là bạn bị triệt cái giờ này, 3 giờ 10 phút ấy, thì bạn bị triệt cùng vợ. Đấy, triệt triệt có nghĩa là có những cái điều mà nó sẽ có vấn đề không mắc ở đây. Thì bây giờ mình sẽ lập cho bạn một cái lá số nữa nhá, là sinh vào cái giờ mà bạn định thắc mắc, ví dụ như trước 3 giờ sáng, ví dụ như hơn 2 giờ. Đó, giờ này chính là giờ Sửu. Bạn không biết là sinh hay Sửu Mùi đúng không? Giờ Sửu ấy thì mệnh của bạn vô chính diệu này. Thái thiện công thiên di có thái cái sao thiên cơ thái âm, là cái sao này rất là yếu. Đây là một lá số của những người bị đau tim. Đó, rất là yếu ớt. Mệnh vô chính diệu yếu ớt và không có cái mạnh mẽ như bạn. Bạn là một người kỹ thuật mà. Tướng của bạn rất là đẹp. Là một người làm kỹ thuật thì sẽ không hợp với cung mệnh này nhá. Nên là lá số của bạn chắc chắn là sinh sau 3 giờ sáng. Đó. Thiên đồng này thì nhút nhát lắm, thì làm sao mà làm được kỹ thuật. Rồi trong cái lá số này á, thì năm 28 tuổi của bạn nó rơi vào cung này này, 36, 26, 27 nhá, 28. Đây 28 là cự môn hãm địa, gặp triệt, gặp sao quan phủ tăng môn thiên khốc thiên hình. Đấy, là rơi cung tài bạch. Năm đấy là cãi cọ, tranh túc, tranh luận. Đấy, học quan phủ cự môn mà rất là xấu thì nó sẽ không đúng với cái năm đấy của bạn nhá. Nó phải rơi vào cung này này, cung bác sĩ này,
đi chữa bệnh, khám bệnh, khỏi bệnh, gặp bác sĩ thì bây giờ cung này. Vậy là gì? Bạn sinh vào 3 giờ 10 phút thì nó mới hợp với cái tướng của bạn. Đó, tướng rất là đẹp. Liêm trinh thất sát tại mệnh này, thanh long này là sao đẹp. Nguyệt thiên hỷ nguyệt đức này, nó nói với bạn rất là đẹp. Nhưng trong ảnh là bạn là người rất đẹp trai. Hai sao liêm trinh thất sát là hai sao rất giỏi. Bạn muốn học đại học có khả năng làm kỹ thuật tốt, liêm trinh thất sát là làm việc đấy. Sao thất sát là sao phải có kiếm, đi đâu làm kỹ thuật, có dao kéo, phải kiếm kiếp làm kỹ thuật. Sao liêm sinh là sao chỉn chu cho công việc, đấy, cẩn thận, chỉn chu, hơi nóng tính một tí. Nhưng mà liêm trinh thất sát là hai cái sao đi cùng nhau ấy, là làm là sao của võ tướng. Đấy, sao của võ tướng mà bạn là người mà có cái tham vọng lớn trong cuộc đời và sau này sẽ làm việc lớn. Một mình bạn sẽ làm bằng hai người khác, bởi vì liêm trinh thất sát là hai sao tại mệnh của bạn, gấp đôi người bình thường. Rồi sao thanh long thủ mệnh chính là rồng ẩn trong mây. Bạn là một con rồng và sau 34 tuổi mới phát nhá. Năm nay bạn mới 31 thôi, 3 năm nữa thì bạn mới kinh khủng. Bây giờ chưa là gì hết. Tiếp nữa là nguyệt đức thiên hỷ tại mệnh là một người tử tế tốt bụng. Đấy, sao hoặc lưu hà là ở mệnh là một cái sao ăn nói lưu loát trôi chảy, tốt lợi cho việc thuyết minh, thuyết trình, thuyết giảng. Bạn là người như thế, nói ăn nói tốt. Hoắc kỵ tại mệnh đắc địa, hoắc kỵ đắc địa thì không xấu nha, nó nằm tại mệnh nó cũng làm cho hơi có chút thị phi miệng lưỡi, và đôi khi nó lưu hà đi cùng với hoắc kỵ là một người thuyết minh, thuyết giáo, thuyết giảng vô cùng xuất sắc, lấy được nhiều ví dụ, nhớ được nhiều câu chuyện. Ở lá số này á, thì cô cung phụ mẫu của các bạn là vô chính diệu này, gặp cái tròm thiên cơ thái âm hãm niệm chiếu lên, nên là các cụ bình thường là đúng rồi, thì nó không có vấn đề gì là xuất sắc. Và trong đây á thì quan hệ của bạn mới gần cũng tương đối sát bố mẹ, nên là bố mẹ cũng xa quê lập nghiệp như bạn. Đấy. Về cung huynh đệ, anh chị em trong nhà thì có sao thiên lương miếu địa nằm đây thì bạn dễ là nhà gia đình bạn là thêm, bạn có thêm em anh chị em gái nữa. Về cung phu thê của bạn, bạn thấy không, thiên tướng đắc địa, thiên tướng là cái sao xinh đẹp. Đó, nhìn ảnh thì bạn vợ cũng là người xinh đẹp, nhưng gặp triệt thì là gì, thiên tướng mặc dù không sợ tần triệt nhưng cái sao triệt nó đóng vào đấy, nó làm cho quan hệ giữa bạn và vợ không được gần nhau. Nên chính vì thế bạn là người thường xuyên xa nhà. Và có sao cô thần nó đóng vào cung vợ, cô thần quả tú ấy. Nên là đôi khi chưa cưới thì không sao, nhưng cưới rồi thì hơi lạnh lùng với nhau một chút. Đấy, hơi lạnh lùng. Và nó cũng cảm giác hơi xa xôi bởi vì sao cô thần nằm cung vợ của bạn nha. Và đến năm 34 tuổi là bạn bắt đầu hai vợ chồng có chút trục trặc. Và bạn phải nhớ là 34, 35, 36, 37, 3 mấy cái năm đấy, cẩn thận không có bỏ vợ này. Tiếp theo cung con của bạn, bạn có con gái đầu lòng là đúng nhá. Triệt nó nằm ở cung dương thổ, nó đảo dấu thành âm đấy. Và bạn có con gái đầu lòng đó, và sau này cố gắng sẽ có con trai đầu lòng, con trai thứ hai. Về cung con của bạn ấy thì lúc bé thì không vấn đề gì, nhưng lúc lớn lên ấy là hơi vất vả. Rồi cung con của bạn có sao quan phủ tang môn thiên khốc thiên hình. Đấy, nên là lưu tang môn, tạ tang môn nằm trong cung thiên lai địa võng, nên là số bạn là hơi vất vả chuyện nuôi con, và càng lớn càng vất vả, nhớ đấy nha, càng lớn càng vất vả về chuyện con. Về cung tài bạch của bạn có tròm tử vi này, tham lang. Hai cái sao tử vi tham lang là cái sao mà bạn sẽ thu vén được tương đối nhiều tiền. Rồi đào hoa, gặp sao thai, gặp thiên quý nằm cung tài bạch là chiếu cung mệnh của bạn. Nên là chính vì thế là bạn là người rất nhiều phụ nữ quan tâm và yêu dấu đấy nhá. Và cẩn thận là đào hoa gặp sao thai, rồi phục binh, rồi hỏa tinh nằm đây đùng một phát là có biến trong chuyện tình duyên đấy, nhớ đấy. Bạn cũng rất có duyên với phụ nữ về trong chuyện kiếm tiền, sau này kết hợp với phụ nữ làm ăn cũng rất là phát. Và hỏa tinh đóng cung tài bạch thì bạn chưa phát thôi, từ 34 tuổi trở ra. Đấy, 34, 35, 36, 37, 38, 39, từ 39 tuổi trở ra. Đấy, thì bạn sẽ rất phát về chuyện tiền bạc, phát nhanh lắm. Bạn là số nghèo thì lâu nhưng giàu thì mấy, nhanh rất nhanh. về cung tận ách của bạn hơi xấu, thiên cơ thái âm hãm địa nằm ở đây ấy.
và sau đại hao nằm đây nữa thì bạn sẽ bị bệnh, thứ nhất là bệnh dạ dày, việc thứ hai nữa là chân tay của bạn sau này hơi yếu một chút, rồi thứ ba nữa là tim của bạn từ năm 64 tuổi trở ra là trục trặc, hơi hoảng sợ trục trặc, vì thiên cơ là quả tim mà nóng cung tần ách là sau này dễ bị bệnh tim, đại hao là cái dạ dày dễ bị dạ dày nhá. Đấy là những cái bệnh mà sau này bạn từ 64 tuổi trở ra hơi bị mắc, dễ mắc, mà dù béo thế thôi nhưng mà sau này vẫn bị dạ dày đấy. À, về cung thiên di của bạn này rất đẹp, cung thiên di có sao thiên phổ, sao thiên phổ chính là sao trung gia, nghĩa là sau này á, bạn là số nhiều tiền, thiên phổ chiếu mệnh, mà thiên phổ bình địa được gọi là trung gia, đắc địa được gọi là đại gia, mà thiên phổ tử vi thiên phổ miếu địa là nằm tại cung dần thân được gọi là đại đại gia. Đấy. Ví dụ như Hillary Clinton ấy, đấy là lá số của tử vi thiên phổ tại cung mệnh, thì rất thì bạn có sao thiên phủ bình địa nên là số cũng phải kiếm cũng lợi trong chuyện tiền bạc, nhưng nhớ là địa kiếp và quả tú đóng cung thiên di nên trong cuộc đời ấy, có nhiều cái vấn đề bạn linh tinh lắm này, nghiện ngập một vấn đề gì đấy, có thể là lô đề hoặc là có thể chơi số hoặc là có thể một số xa xảy bạn chơi bài và bạn mất nhá, vì linh tinh nó đóng cung thiên di là dễ bạn dễ đam mê một cái vấn đề gì đấy lắm, nên là tránh xa cờ bạc, tránh xa lô đề, tránh xa vé số nhá. Không có địa kiếp linh tinh đóng ở đây ấy, là đang từ trung gia mà xuống tiểu gia đấy. Đấy rồi hồng loan đóng cung thiên di nữa là rất nhiều người thích, những người mà thích mình, thiên thọ đóng cung thiên di chiếu mệnh cũng là người nó tăng cái tuổi thọ cho mình lên, thọ này tốt. Quốc ấn nằm cung thiên di ấy, sao quốc ấn là ông sao được sẽ được giao những cái trọng trách lớn. Và một cung rất xấu của bạn đó là cung nô bộc thái dương hãm địa, nghĩa là bạn là người mà chơi với người khác chỉ có lợi thôi. Đấy, vì nô bộc bạn hãm, ai cũng muốn chơi bạn tất, vì bạn sẽ là người chăm sóc họ, lo cho họ, thiệt vì họ. Đấy, nên là cẩn thận, nên hạn chế số bạn, chọn những người thật tốt mà chơi nhá. Vì thái dương hãm địa là đa số bạn chơi bạn chỉ bị lợi dụng thôi, không tốt. Về cung quan lộc của bạn có vũ phá nên bạn làm kỹ thuật là rất đúng, càng làm kỹ thuật càng làm sản xuất thì bạn sẽ tránh được hình tù, có nghĩa là cung này là cung tù này, hợi. Thì bạn làm kỹ thuật, bạn làm sản xuất thì bạn tránh được cái việc tù tội. Đấy, tránh được cái việc ảnh hưởng đến pháp luật, nhớ nhá. Nhưng năm 34 tuổi cũng sẽ trục trặc pháp luật một tí, kiểu gì bạn số cũng phải ra tòa đấy, có thể ra tòa với vợ năm 34, 35, 36, 37, nhớ hết sức cẩn thận. Cung điển trạch của bạn có thiên đồng đắc hãm địa gặp tuần rất tốt, tuần ở đây nó thành vượng, cũng như cung thân của bạn ấy, cung quan lộc vũ phá hãm nó lại gặp tuần nó thành vượng, nên chính vì thế nên là nó khó bị tù, nên là cái cung tù nó xa xôi nhưng sẽ bị ra tòa. Đấy thì cung điển trạch của bạn gặp tuần ở đây cũng thiên đồng cũng tốt, nhưng nhớ là thiên đồng đóng cung điển trạch, thiên đồng là cái sao chủ về thay đổi nhút nhát, nên là bạn cũng phải vài lần thay đổi nhà, và trong đời sau khi lấy vợ bạn phải 5 lần đổi nhà thì bạn mới thành công, nhớ 5 lần. Hóa lộc nằm cung điển trạch nữa cũng là cái mà nói phía sau này bạn là một người mà có nhiều đất cát và có khả năng buôn bán được đất cát tốt, nhớ nha. Hóa lộc này hóa quyền chiếu cung điển trạch thì bạn cũng là người có khả năng tham gia vào cái việc điền sản điền trạch, buôn bán một chút cũng tốt, nhưng mà nhớ sau 34 hãy làm. Về cung phúc đức của bạn là vô chính diệu, cung phúc đức vô chính diệu thì tương đối tốt rồi, nhưng nhớ là có địa không phá toái nằm cung phúc đức đó, địa kiếp chiếu lên, chính vì thế âm phần của bạn gia tiên nhà bạn thì đông, nhưng sẽ thất lạc mộ phần rồi thất lạc anh em rất là nhiều, vì không địa không địa kiếp chiếu cung phúc đức. Nếu mà bạn có tâm và biết tới tâm linh ấy, thì càng siêu tầm đủ, càng quan tâm tới gia tiên của bạn thì bạn càng giàu có và càng tốt nữa, nhớ nhá. Người Bắc ấy, chúng ta ấy, hay quan tâm đến, người Hà Tây cũng thế, hay quan tâm đến cái lễ mà phản đội gia tiên ấy, giúp cho gia tiên của bố ba bốn họ mình siêu thoát hết rồi họ về cái cõi cao hơn độ cho con cháu để kiếm được nhiều tiền, bạn cũng nên quan tâm đến cái lễ này đi nhá. Sau này có điều kiện để giúp cho gia tiên, cha mẹ ông bà tổ tiên nhà mình siêu thoát hết để giúp cho họ sớm được tái kiếp rồi sớm về cõi tốt hơn để độ cho bạn nhá. À, đấy là phân tích qua 12 cung. Bây giờ phân tích kỹ cung mệnh của bạn này. Mệnh của bạn ấy là người mà có tả phù hữu mật chiếu, đấy là cái việc đầu tiên may mắn của bạn đấy. Một người mà không có hai sao tả phù hữu mật chiếu là một người cô đơn, không có bạn bè, không có quân lính, thì bạn là người có, đấy là hai sao tốt. Cái sao tốt tiếp theo nữa bạn là có ân quang thiên quý chiếu mệnh. Ân quang thiên quý chính là Phật độ đấy, một đấng thiêng liêng cao cả là Phật độ cho bạn chiếu vào cung mệnh, đấy là hai cái sao tốt. Mà bạn càng có tín ngưỡng, bạn càng ngưỡng Phật, bạn càng lạy Phật, càng niệm Phật nhiều thì bạn càng tốt,
và bạn càng được may mắn. Một chòm sao nữa tốt đối với bạn nữa là cái trong cái lá số tử vi của bạn này á, là cái sao các sao phụ tinh của bạn là Long Trì. Đấy, Long Trì là sao tứ linh, nằm trong tứ linh cũng chiếu của cung mệnh của bạn nhá. Đó là cũng khiến cho bạn được thêm là được các thánh cũng độ cho bạn phần nào. Đó. Rồi sao Lộc Tồn. Lộc Tồn của bạn đây này, nó chiếu vào cung thân nên là bạn có hóa quyền. Đấy, sau 34 tuổi thì thêm có hóa lộc nữa, vì Lộc Tồn này chiếu cũng gần tương đương với hóa lộc. Đó thì bạn nó khoa của bạn nằm cung phụ mẫu mất, nó chỉ giáp mệnh thôi. Đấy, nên là bạn sẽ là người thành không thành công về chuyện bằng cấp, không làm tiến sĩ được, nhưng sẽ thành công về hóa quyền đây này, quyền lực này, một chút về quyền lực. Và thành công thứ hai của bạn nữa là về tiền bạc, Lộc Tồn. Đó. Và nhớ rằng là cái sao thiên tướng gặp trật, nó dễ sẽ ngã xe máy và sẽ bị tai nạn ảnh hưởng đến đầu, nên luôn luôn đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm và bạn đi đứng phải cẩn thận, nhất là những năm hạn đã dặn bạn nhá. Đấy, 34, 35, 36, 37, 38 là những cái năm mà dễ bị ngã, dễ bị ảnh hưởng đến đầu óc của bạn nhá. Rồi cái năm 44 là cái năm mà cái đại vận đấy, là bạn cái công việc của bạn nó trì trệ, ngành nghề của bạn là nó trì trệ năm 44 ấy, và bạn phải tìm một cái sự bứt phá trong năm 44. Kề phòng cẩn thận năm 44 bị giáng chức, bị đổi việc nhá, hoặc là không được như ưng ý nữa, lãn công. Đấy, cái năm 44 nên là phải có tư tưởng là chuẩn bị cho năm 44 của mình. Nó cái đại vận từ 44 đến năm 53 tuổi là có nhiều việc lãn công, làm thì nhiều nhưng được hưởng thì ít. Đấy, từ năm 54 tuổi ra thì tiền bạc của bạn thuận hơn rất nhiều, bởi lúc đấy là Lộc Tồn chiếu cung kho tiền mở ra cho bạn, lộc hố mở thì tiền vào rất là ổn. Nhưng lúc đấy là có sao Quả Tú, có nghĩa là dễ là ở một mình, lúc đấy vợ sẽ không còn ở cạnh mình nữa, phải có Hồng Loan là một bóng hồng khác ở bên cạnh mình. Từ năm 54 tuổi trở ra, từ năm 64 tuổi trở ra thì bạn lại có đại hao thiên cơ thái âm hãm, nên là lúc đấy là bệnh tim và bệnh dạ dày của bạn phát lên, và hết sức cẩn thận đề phòng hai cái việc đấy từ bây giờ bằng cách chỉnh chế độ ăn uống, quan tâm đến tim mạch cho tốt. Năm 74 tuổi trở ra thì lại có phục binh đào hoa hỏa tinh nữa, lại gặp sao thai nữa, nên là cuộc sống của bạn tình duyên lại có nhiều sự thay đổi. Bạn là trong đời rất nhiều sự thay đổi về tình đấy nhá. Đó, và sau này á, cung con của bạn là sẽ không gần bạn đâu, các con của bạn hơi ở xa bạn, bạn chỉ gần huynh đệ thôi, chứ về con là sau này toàn đi xa bạn hết. Đó, cùng vợ thì cũng gặp triệt, thì số thường xuyên xa vợ rồi. Năm nay là bạn nhớ là từ 34 tuổi ra bạn mới ổn nhá. Năm nay là năm rơi vào cung thân của bạn. Đấy, cung thân là cung này, cung phụ mẫu này này. Năm có hóa khoa, thiên mã, có sự dịch chuyển nhưng hóa quyền. Hóa quyền là cũng được thăng một chút chức sắc vào tháng 10 âm là tháng sau. Đấy. Được giao thêm quyền lực vào tháng sau. Tháng 11 âm thì cẩn thận là tháng 11 âm có khả năng lại phát hiện ra lại có bầu, có thai gì đấy nhá. Và tháng bị phụ nữ quyến rũ nên đề xuất cẩn thận. Tháng 12 âm đi lại cẩn thận, công an giao thông bắt, và có khả năng là tháng 12 là tháng xấu, dễ mà ảnh hưởng đến thai nhi hoặc là cái gì đấy, có tăng môn không tốt. Và năm sau là năm là rơi vào cung phúc đức của bạn ấy. Đấy, năm rơi cung đức là năm có nhiều sự chuyển biến lớn, và năm có địa không địa kiếp nên sang năm chính là năm hạn. Vừa tốt nhưng vừa xấu, có hai cái thứ xấu cũng diễn ra đối với bạn. Một thứ xấu thứ nhất là đi đường dễ bị tai nạn tháng 8, tháng 9 hoặc là tháng 4, tháng 5 nhá. Sang năm là bạn làm chậm về việc như thế. Rồi năm 33 tuổi là bạn là rơi vào sau điền thiên đồng, điền trạch, dễ là chuyển việc, chuyển nhà, chuyển cửa. Đấy, ba cái thứ chuyển đấy, chuyển việc hoặc chuyển nhà cửa là diễn ra đối với bạn. Từ năm 34 tuổi ra là công việc của bạn có sự thay đổi, có thể bạn sẽ tách riêng, làm riêng hoặc là làm một ông chủ doanh nghiệp liên quan đến sản xuất và liên quan đến kỹ thuật. Đấy, và từ năm 34 tuổi trở ra đến năm 43 tuổi là bạn rất phát đường quan, lộc, có tiền, có quyền lực, có tiền. Đấy, và nhớ là lúc đấy thì lại trục trặc với vợ trong mấy cái năm vừa rồi. Những năm mà thầy nói với bạn. Đây là những cái mà vừa xem cho bạn và những cái quân sư cho bạn để bạn thay đổi cái vận mệnh của mình như sau. Việc thứ nhất, cung mệnh của bạn rất tốt. Việc thứ hai, cung thân của bạn cũng tương đối tốt. Việc thứ ba là cung phúc đức của bạn
có hai sao địa không địa kiếp chiếu vào, nên bạn cần cải cung phúc đức. Muốn cải cung phúc đức thì bạn phải lập danh sách gia tiên, và cần này tên các cụ nhà bạn này, ngày mất này, nghĩa trang đang an táng đấy, sau rồi cúng để đưa họ siêu thoát, giúp độ cho họ thì họ sẽ độ lại cho bạn cho tốt hơn trong cung tài bạch đấy, và thay đổi được số mệnh của bạn tốt hơn nữa và mạnh hơn nữa. Đấy là cách cải mệnh tốt nhất đối với bạn. Còn cung mệnh cung thân của bạn là tốt lắm rồi, bạn không cần phải di cung hóa số, mà bạn chỉ cần làm một cái phá độ gia tiên đấy, phá độ tiên tổ độ âm chính là cái thứ mà sẽ khiến cho bạn thay đổi được vận mệnh của bạn tốt hơn nhiều. Xin cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi.